Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tập luyện cùng với Fit You. Mình là Thủy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau và bạn em Hằng này, anh Dũng này. Và hôm nay chúng ta sẽ có một bài tập full cardio, aerobic cardio cực căng cho mọi người. Và nhớ rằng là chúng mình có một khóa Fit Body giảm mỡ trong thân cho mọi người, hướng dẫn các chị em cách ăn uống, tập luyện như thế nào cho nó phù hợp, hiệu quả và đạt được mục tiêu về body của mọi người. Slim body, một thân hình có rãnh bụng, có lưng, có vai, tất cả mọi thứ đều có phần trong hóa cốt của chúng mình. Bây giờ thì bắt đầu luyện tập cho bài tập ngày hôm nay luôn nhé. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến ngày hôm nay. Động tác đầu tiên nha. Rồi. Nào, jumping jack trước nào. Bật lên. Chân chống xuống. Bật chân sang. Lên nào. Jumping jack tiếp. Đúng rồi. Lên. Jumping jack nào. Đó, mọi người đã theo kịp động tác. Nhớ động tác rồi đúng không? Bây giờ cứ thế mà làm thôi. Cố lên nào. Chúng ta còn nửa thời gian nữa. Cố lên. Các chị em nào vẫn đang tập quen với Thủy thì thấy động tác này Easy đúng không? Cố lên nào. Cố lên nào anh Dũng. Cố lên nào Hằng. Nào. Xuống. Lên. Thoải mái chưa nào? Nào. Chúng ta nằm ngửa nào. Nào chúng ta nằm ngửa. Sau gáy, giơ chân của mình lên, bắt đầu vặn người sang phải trước nào, vặn người, đúng rồi, đổi bên nào, liên tục luôn, nhấn cái thắt lưng của mình xuống, nâng cổ vai đầu của mình cao, vặn cả cái phần ngực của mình nhá. Mọi người đầy mệt rồi, sau động tác đầu tiên, hãy làm chậm thôi, hít thở đều, lấy lại nhịp thở của mình, đúng rồi, ổn rồi đúng không? Làm nhanh hơn nào, cố lên nào. Cố lên nào. Đúng rồi. Tuyệt vời. Nào, chúng ta duỗi chân lên trần nhà nào. Duỗi chân lên trần nhà mọi người. Rồi, hạ chân của mình đi xuống thấp. Lên, quặn bốn đốt sống lưng của mình lên. Rồi, lên nào. Cố lên anh Dũng. Hạ chân xuống. Lên, quặn lưng. Đúng rồi. Tập với đồng đội rất là vui vẻ đấy mọi người. Nên hãy tìm những bạn bè này, người thân của mình này, hàng ngày mở kênh của Fit You tập cùng Thủy và Yến nhá. Ai mà chúng ta bị võng lưng này thì đừng xuống chân thấp quá, hoặc là chúng ta phải nhấn cái thắt lưng của mình xuống. Ok. Tiếp tục sang động tác tiếp theo nào. Rồi, tiếp tục động tác tiếp theo nào. Rất đơn giản thôi, hai tay của mọi người nắm về phía trước nào. Và chúng ta bước sang bên này. Bên này, bật lên. Rồi, ai mệt quá bật nhẹ thôi. Còn ai không mệt, chúng ta bật cao lên. Mọi người thấy chưa? Thủy tập nhiều quá. Da mồ hôi này, tóc tai phù xù luôn này. Rất là chân thật luôn. Lên này, bước chân nhanh lên một xíu. Không cần bật cao nhưng hãy bước chân nhanh này. Đi từ đầu thảm bên này sang đầu thảm bên này. Chị em thấy bài tập không nào? Không ngừng nghỉ một chút nào đúng không? Như thế thì mới đốt được mỡ chứ. Như thế thì mới đánh đuổi được mỡ nữa. Rồi. Mặt về phía trước ha. Rồi. Hít thở thêm một nhịp nữa nào. Tay lên. Hạ người xuống. Bước tay về phía trước nha mọi người. Rồi, ở đây chúng ta hạ đầu gối xuống. Còn ai chúng ta khỏe chúng ta có thể chống đẩy đi lên. Quận người, tay về. Dễ đúng không? Easy. Nào, đi lên. Quận người đi xuống. Bước tay về phía trước. Cứ làm chậm thôi. Hạ đầu gối xuống trước. Xuống. Đẩy người lên. Nhấc người lên. Tiếp tục nha. Rồi, chúng ta sẽ đến với động tác
lanh thôi, lanh thôi. Các thần thánh của chị em nào. Rồi nào, anh thổ thân người về phía trước nào. Trong lúc chúng ta lanh nào, 30 giây là đối thủ. Tâm sự mỏng đấy nào. Chị em cảm thấy bài tập như thế nào? Đã chưa? Ok chưa? À, nếu không bụng bấm chị em nhá. Không phải bảo đang nói chuyện vui vẻ với chị đau lưng. Còn những chị em mà này còn đang băn khoăn đến trong vấn đề ăn uống này, tập luyện, để lại thông tin để thử hỗ trợ nhé. Ok. Rồi. Nào, mọi người thấy thế nào? Vừa trải qua 1/2 chặng đường, 1/1 của bài tập thôi, nhưng mà mọi người nhìn thấy này, em Hằng này, Thủy này, Thanh Dũng này, mồ hôi đầm đìa luôn. Thế nên là những ai mà chúng ta đã cố tập được đến như thế này rồi mà lại còn bỏ cuộc thì rất là phí. Hãy tiếp tục trải thảm ra, nhấp một ngụm nước thôi và lau qua mồ hôi, chúng ta sẽ trở lại bài tập ngay lập tức. Ok nào. Nào, trong tinh chất trước nào. Bật lên. Chanh chống xuống. Bật chân sang. Lên nào. Jumping jack tiếp. Đúng rồi. Lên. Jumping jack nào. Đó, mọi người đã theo kịp động tác. Nhớ động tác rồi đúng không? Bây giờ cứ thế mà làm thôi. Cố lên nào. Chúng ta còn nửa thời gian nữa. Cố lên. Các chị em nào đã tập quen với Thủy thấy động tác này. Easy đúng không? Cố lên nào. Cố lên nào anh Dũng. Cố lên nào Hằng. Nào. Xuống. Lên. Nằm ngửa nào. Nào chúng ta nằm ngửa. Nào, hai tay sau gáy, giơ chân của mình lên, bắt đầu vặn người sang phải trước nào. Vặn người. Đúng rồi. Đổi bên nào. Liên tục luôn. Nhấn cái thắt lưng của mình xuống, nâng cổ vai đầu của mình cao. Vặn cả cái phần ngực của mình nhá. Mọi người đầy mệt rồi, sau động tác đầu tiên hãy làm chậm thôi. Hít thở đều. Lấy lại nhịp thở của mình. Đúng rồi. Ổn rồi đúng không? Làm nhanh hơn nào. Nhanh hơn nào. Cố lên nào. Cố lên nào. Đúng rồi. Tuyệt vời. Duỗi chân lên trần nhà mọi người. Rồi, hạ chân của mình đi xuống thấp. Lên, quặn bốn đốt sống lưng của mình lên. Đúng rồi. Lên nào. Cố lên anh Dũng. Hạ chân xuống. Lên, quặn lưng. Đúng rồi. Tập với đồng đội rất là vui vẻ đấy mọi người. Nên hãy tìm những bạn bè này, người thân của mình này, hàng ngày mở kênh của Fit You, tập với Thủy và Yến nhá. Ai mà chúng ta bị võng lưng này thì đừng xuống chân thấp quá, hoặc là chúng ta phải nhấn cái thắt lưng của mình xuống. Ok, tiếp tục sang động tác tiếp theo nào. Rồi chúng ta vừa đi được qua 3 động tác rồi, tiếp tục động tác tiếp theo nào. Rất đơn giản thôi, hai tay của mọi người nắm được phía trước nào và chúng ta bước sang bên này. Bên này. Bật lên. Rồi, ai mệt quá bật nhẹ thôi. Còn ai không mệt, chúng ta bật cao lên. Mọi người thấy chưa? Da mồ hôi này, tóc tai phù xù luôn này. Rất là chân thật luôn. Lên này, bước chân nhanh lên một xíu. Không cần bật cao nhưng hãy bước chân nhanh. Đi từ đầu thảm bên này sang đầu thảm bên này. Chị em phải bài tập thế nào? Không được nghỉ một chút nào đúng không? Như thế thì mới đốt được mỡ chứ. Như thế thì mới đánh đuổi cái mỡ nữa. Rồi. Mặt về phía trước ha. Rồi. Hít thở thêm một nhịp nữa nào. Tay lên. Hạ người xuống. Bước tay về phía trước nha mọi người. Rồi, ở đây chúng ta hạ đầu gối xuống. Còn ai chúng ta khỏe chúng ta có thể chống đẩy đi lên, quận người ra đi về. Dễ đúng không? Easy. Nào, đi lên, quận người đi xuống. Bước tay về phía trước. Cứ làm chậm thôi. Hạ đầu gối xuống trước. Xuống. Đẩy người lên, nhấc người lên. Làm quận người đi về. Đó.
Tiếp tục nha. Rồi, chúng ta sẽ đến với động tác cuối cùng. Plank thôi. Động tác thần thánh của chị em nào. Rồi, nào, hãy đổ thân người về phía trước nào. Trong lúc chúng ta plank nào, 30 giây này với Thủy nào, tâm sự mỏng thế nào. Chị em cảm thấy bài tập như thế nào? Có đã chưa, có cà phê chưa? À, nhớ không bụng với chị em nhá. Không lẽ bảo đang nói chuyện vui vẻ với mình thì đau lưng. Còn những chị em mà là còn đang băn khoăn này trong vấn đề ăn uống, tập luyện, để lại thông tin để chị hỗ trợ nhé. Ok. Rồi, nào mọi người thấy thế nào? Vừa trải qua 1/2 chặng đường, 1/1 của bài tập thôi, nhưng mà mọi người nhìn thấy này, em Hằng này, Thủy này, Thanh Dũng này, mồ hôi đầm đìa luôn. Thế nên là những ai mà chúng ta đã cố tập được đến như thế này rồi mà lại còn bỏ cuộc thì rất là phí. Hãy tiếp tục trải thảm ra, nhấp một ngụm nước thôi và lau qua mồ hôi, chúng ta sẽ trở lại bài tập ngay lập tức. Ok nào. Nào, jumping jack trước nào. Bật lên. Chạy trốn xuống. Bật chân sang. Lên nào. Jumping jack tiếp. Đúng rồi. Lên. Jumping jack nào. Đó, mọi người đã theo kịp động tác. Nhớ động tác rồi đúng không? Bây giờ cứ thế mà làm thôi. Cố lên nào. Chúng ta còn nửa thời gian nữa. Cố lên. Các chị em nào vẫn đã tập quen với Thủy thấy động tác này. Easy đúng không? Cố lên nào. Cố lên nào anh Dũng. Cố lên nào Hằng. Nào. Xuống. Lên. Thoải mái chưa nào. Nào. Chúng ta nằm ngửa nào. Nào chúng ta nằm ngửa. Tay sau gáy, giơ chân của mình lên, bắt đầu vặn người sang phải trước nào. Vặn người, đúng rồi, đổi bên nào, liên tục luôn. Nhấn cái thắt lưng của mình xuống, nâng cổ vai đầu của mình cao, vặn cả cái phần ngực của mình nhá. Mọi người đầy mệt rồi, sau động tác đầu tiên, hãy làm chậm thôi. Hít thở đều, lấy lại nhịp thở của mình. Đúng rồi, ổn rồi đúng không? Làm nhanh hơn nào, cố lên nào. Cố lên nào. Đúng rồi. Tuyệt vời. Nào, chúng ta duỗi chân lên trần nhà nào. Duỗi chân lên trần nhà mọi người. Rồi, hạ chân của mình đi xuống thấp. Lên, quận 4 đốc sống lưng của mình lên. Đúng rồi. Lên nào. Cố lên anh Dũng. Hạ chân xuống. Lên, cuộn lưng. Đúng rồi. Tập với đồng đội rất là vui vẻ đấy mọi người. Nên hãy tìm những bạn bè này, người thân của mình này, hàng ngày mở kênh của Fit You, tập cùng Thủy và Yến nhá. Ai mà chúng ta bị võng lưng này thì đừng xuống chân thấp quá, hoặc là chúng ta phải nhấn cái thắt lưng của mình xuống. Ok. Tiếp tục sang động tác tiếp theo nào. Rồi, tiếp tục động tác tiếp theo nào. Rất đơn giản thôi, hai tay của mọi người nắm về phía trước nào. Và chúng ta bước sang bên này. Bên này, bật lên. Rồi, ai mệt quá bật nhẹ thôi. Còn ai không mệt, chúng ta bật cao lên. Mọi người thấy chưa? Mình cần nhiều bạn. Da mồ hôi này, tóc tai phù xù luôn này. Rất là chân thật luôn. Lên này, bước chân nhanh lên một xíu. Không cần bật cao nhưng hãy bước chân nhanh. Đi từ đầu thảm bên này sang đầu thảm bên này. Bài tập nào, không ngừng nghỉ một chút nào đúng không? Như thế thì mới đốt được mỡ chứ. Như thế thì mới đánh đuổi cái mỡ nữa. Rồi. Mặt về phía trước ha. Rồi. Hít thở thêm một nhịp nữa nào. Tay lên. Hạ người xuống. Tay về phía trước nào mọi người. Rồi ở đây chúng ta hạ đầu gối xuống. Còn ai chúng ta khỏe chúng ta có thể chống đẩy đi lên. Quận 10 tay đi về.
dễ đúng không? Easy. Nào, đi lên. Mọi người đi xuống. Bước tay về phía trước. Cứ làm chậm thôi. Hạ đầu gối xuống trước. Xuống. Đẩy người lên. Nhấc người lên. Và quận người đi về. Đó. Tiếp tục. Tiếp tục nha. Rồi. Chúng ta sẽ đến với động tác cuối cùng. Lanh thôi, lanh thôi. Động tác thần thánh của chị em nào. Rồi. Nào, hãy đổ thân người về phía trước nào. Trong lúc chúng ta plank nè, 30 giây này với Thủy nè, tâm sự mỏng tí nè. Chị em cảm thấy bài tập như thế nào? Có đã chưa? Có phê chưa? À, nhớ không bụng với chị em nhá. Không phải bảo đang nói chuyện vui vẻ thì luôn thì đau lưng. Còn những chị em mà còn đang băn khoăn này trong vấn đề ăn uống, này, tập luyện, để lại thông tin để Thủy cùng hỗ trợ nhá. Ok. Rồi. Nào, mọi người thấy thế nào? Vừa trải qua 1/2 chặng đường, 1/1 của bài tập thôi. Nhưng mà mọi người nhìn thấy này, em Hằng, Thủy này, Khánh Vũ này, mồ hôi đầm đìa luôn, đầm đìa luôn. Thế nên là những ai mà chúng ta đã cố tập được đến như thế này rồi mà lại còn bỏ cuộc thì rất là quý. Hãy tiếp tục trải thảm ra, nhấp một ngụm nước thôi và lau qua mồ hôi. Chúng ta sẽ trở lại bài tập ngay lập tức. Ok nào. Nào, nâng chân trước nào. Bật lên. Chân chống xuống, bật chân sang, lên nào, jumping jack tiếp, đúng rồi, lên, jumping jack nào, đó, mọi người đã theo kịp động tác, nhớ động tác rồi đúng không, bây giờ cứ thế mà làm thôi, cố lên nào, chúng ta còn nửa thời gian nữa, cố lên, các chị em nào đã tập quen với Thủy thấy động tác này, easy đúng không, cố lên nào anh Dũng, cố lên nào Hằng, nào, xuống, lên, nằm ngửa nào. Nào chúng ta nằm ngửa. Nào, hai tay sau gáy. Giơ chân của mình lên, bắt đầu vặn người sang phải trước nào. Vặn người. Đúng rồi. Đổi bên nào. Liên tục luôn. Nhấn cái thắt lưng của mình xuống, nâng cổ vai đầu của mình cao. Vặn cả cái phần ngực của mình nhá. Mọi người đầy mệt rồi, sau động tác đầu tiên hãy làm chậm thôi. Hít thở đều. Lấy lại nhịp thở của mình. Đúng rồi. Ổn rồi đúng không? Làm nhanh hơn nào. Nhanh hơn nào. Cố lên nào. Cố lên nào. Đúng rồi. Tuyệt vời. Duỗi chân lên trần nhà nào. Duỗi chân lên trần nhà mọi người. Rồi, hạ chân của mình đi xuống thấp. Lên, quận bốn đốt sống lưng của mình lên. Rồi, lên nào. Cố lên anh Dũng. Hạ chân xuống. Lên, quận lưng. Đúng rồi. Tập với đồng đội rất là vui vẻ đấy mọi người. Nên hãy tìm những bạn bè này, người thân của mình này, hàng ngày mở kênh của Fit You, tập cùng Thủy và Yến nha. Ai mà chúng ta bị võng lưng này thì đừng xuống chân thấp quá, hoặc là chúng ta phải nhấn cái thắt lưng của mình xuống. Ok, tiếp tục sang động tác tiếp theo nào. Rồi, chúng ta vừa đi được qua 3 động tác rồi, tiếp tục động tác tiếp theo nào. Rất đơn giản thôi, hai tay của mọi người nắm về phía trước nào và chúng ta bước sang bên này, bên này. Bật lên. Rồi, ai mệt quá bật nhẹ thôi. Còn ai không mệt, chúng ta bật cao lên. Mọi người thấy chưa? Nhiều quá. Da mồ hôi này, tóc tai phù xù luôn này. Rất là chân thật luôn. Lên này, bước chân nhanh lên một xíu. Không cần bật cao nhưng hãy bước chân nhanh nào. Đi từ đầu thảm bên này sang đầu thảm bên này. Chị em phải bay tập được nào. Không ngừng nghỉ một chút nào đúng không? Như thế thì mới đốt được mỡ chứ. Như thế thì mới đánh đuổi cái mỡ nữa. Rồi. Mặt về phía trước ha. Rồi. Hít thở.
thở thêm một nhịp nữa nào. Tay lên, hạ người xuống, bước tay về phía trước nha mọi người. Rồi, ở đây chúng ta hạ đầu gối xuống. Còn ai chúng ta khỏe chúng ta có thể chống đẩy đi lên. Quận người, chúng ta đi về. Dễ đúng không? Easy. Nào, đi lên. Quận người đi xuống. Bước tay về phía trước. Cứ làm chậm thôi. Hạ đầu gối xuống trước. Xuống. Đẩy người lên. Nhấc người lên. Và quận người đi về. Đó. Tiếp tục, tiếp tục nha. Rồi, chúng ta sẽ đến với động tác cuối cùng. Lanh thôi, lanh thôi. Động tác thần thánh của chị em nào. Rồi, nào, hãy đổ thân người về phía trước nào. Trong lúc chúng ta lanh nào, 30 giây này để thử tâm sự mỏng đấy nào. Chị em cảm thấy bài tập như thế nào? Có đã chưa? Ok chưa? À, nhớ không được bấy chị em nhé. Cô này bảo đang nói chuyện vui vẻ đúng không? Đau lưng. Còn những chị em mà là còn đang băn khoăn này trong vấn đề ăn uống tập luyện, để lại thông tin để chị hỗ trợ nhá. Ok rồi nào, mọi người thấy thế nào? Vừa trải qua 1/2 chặng đường, 1/1 của bài tập thôi, nhưng mà mọi người nhìn thấy này, em Hằng này, Thủy này, Khánh Dũng này, mồ hôi đầm đìa luôn, đầm đìa luôn. Thế nên là những ai mà chúng ta đã cố tập được đến như thế này rồi mà lại còn bỏ cuộc thì rất là phí. Hãy tiếp tục trải thảm ra, nhấp một ngụm nước thôi và lau qua hoa mồ hôi. Chúng ta sẽ trở lại bài tập ngay lập tức. Ok nào. Nào, jumping jack trước nào. Bật lên. Chân chống xuống. Bật chân sang. Lên nào. Jumping jack kia. Đúng rồi. Lên. Jumping jack nào. Đó, mọi người đã theo kịp động tác. Nhớ động tác rồi đúng không? Bây giờ cứ thế mà làm thôi. Cố lên nào. Chúng ta còn nửa thời gian nữa. Cố lên. Các chị em nào bạn đã tập quen với Thủy thấy động tác này easy, easy đúng không? Cố lên nào. Cố lên nào anh Dũng. Cố lên nào Hằng. Nào, xuống. Lên. Thoải mái chưa nào. Nào, chúng ta nằm ngửa nào. Nào, chúng ta nằm ngửa. Tay sau gáy, giơ chân của mình lên, bắt đầu vặn người sang phải trước nào. Vặn người, đúng rồi. Ở bên nào, liên tục luôn. Nhấn cái thắt lưng của mình xuống, nâng cổ vai đầu của mình cao, vặn cả cái phần ngực của mình nhá. Mọi người đầy mệt rồi, sau động tác đầu tiên, hãy làm chậm thôi. Hít thở đều, lấy lại nhịp thở của mình. Đúng rồi, ổn rồi đúng không? Làm nhanh hơn nào, nhanh hơn nào. Cố lên nào. Cố lên nào. Đúng rồi. Tuyệt vời. Nào, chúng ta duỗi chân lên trần nhà nào. Duỗi chân lên trần nhà mọi người. Rồi, hạ chân của mình đi xuống thấp. Lên, quận 4 đốc sống lưng của mình lên. Đúng rồi. Lên nào. Cố lên anh Dũng. Hạ chân xuống. Lên, cuộn lưng. Đúng rồi. Tập với đồng đội rất là vui vẻ đấy mọi người. Nên hãy tìm những bạn bè này, người thân của mình này, hàng ngày mở kênh của Thiêu tập với Thủy và Yến nhá. Ai mà chúng ta bị võng lưng này thì đừng xuống chân thấp quá, hoặc là chúng ta phải nhấn cái thắt lưng của mình xuống. Ok. Tiếp tục sang ra tiếp theo nào. Vừa đi được qua 3 động tác rồi, tiếp tục động tác tiếp theo nào. Rất đơn giản thôi, hai tay của mọi người nắm về phía trước nào. Và chúng ta bước sang bên này. Bên này. Bật lên. Rồi, ai mệt quá bật nhẹ thôi. Còn ai không mệt, chúng ta bật cao lên. Mọi người thấy chưa? Thì thật nhiều quá. Da mồ hôi này, tóc tai phù xù luôn này. Rất là chân thật luôn. Lên này, bước chân nhanh lên một xíu. Không cần bật cao nhưng hãy bước chân nhanh này. Đi từ đầu thảm bên này sang đầu nằm bên này. Em phải bài tập thế nào? Không được nghỉ một chút nào đúng không? Như thế thì mới đốt được mỡ chứ.
mới đánh đuổi bé mỡ được. Rồi. Mặt về phía trước ha. Rồi. Hít thở thêm một nhịp nữa nào. Tay lên. Hạ người xuống. Bước tay về phía trước mọi người. Rồi, ở đây chúng ta hạ đầu gối xuống. Còn ai chúng ta khỏe chúng ta có thể chống đẩy đi lên. Quận người, chúng ta đi về. Dễ đúng không? Easy. Nào, đi lên. Quận người đi xuống. Bước tay về phía trước. Cứ làm chậm thôi. Hạ đầu gối xuống trước. Xuống. Đẩy người lên. Nhấc người lên. Và quận người đi về. Đó. Tiếp tục nha. Rồi, chúng ta sẽ đến với động tác cuối cùng. Lanh thôi, lanh thôi. Động tác thần thái của chị em nào. Rồi, nào, hãy đổ thân người về phía trước nào. Trong lúc chúng ta lanh nào, 30 giây này với thủy nào. Tâm sự mỏng tí nào. Chị em cảm thấy bài tập như thế nào? Có đã chưa? Có phê chưa? À, nhớ đồng ý với chị em nhé. Không phải bảo đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên thì đau lưng. Còn những chị em mà còn đang băn khoăn này trong vấn đề ăn uống này, tập luyện, để lại thông tin để thử hỗ trợ nhé. Nhất trí. Ok. Rồi. Nào, chúng ta vừa tập bài plank cuối cùng, bây giờ chúng ta sẽ sang với động tác cơ. Cơ thể của mình. Đây là tài sản vốn quý của chúng ta. Sức khỏe rất là quan trọng đúng không mọi người? Rồi. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài
tập ngày hôm nay cùng với Thủy, anh Dũng và em Hằng. Và mọi người thấy bài tập như thế nào, hãy để lại những comment, cái bình luận để Thủy cũng như kênh Fit You có thể hỗ trợ cho bạn. Mong muốn bài tập như thế nào, hãy để lại bình luận. Các bạn thì yêu cầu thì chúng mình biết là các bạn đang cần gì, mình sẽ đáp ứng cho các bạn, đúng không nào? Và nhớ rằng chúng mình có một khóa Fit Body giảm mỡ toàn thân. Mọi người thấy đấy, Thủy đã nói rằng là chúng ta có 15 phút mỗi ngày, 30 phút mỗi ngày, hãy dành để chăm sóc bản thân mình. Sức khỏe, khi chúng ta đã khỏe mạnh, chúng ta có thể làm bất kể mọi thứ. Những ước mơ gì chúng ta đều có thể thực hiện, nhưng hãy phải chăm sóc sức khỏe đã. Bây giờ, hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!